Anh ơi. Sao thế? Hôm nay anh có thể giúp em chụp ngày hôm nay được không ạ? Tại ở nhà em con em bị sốt quá, đang nằm ở bệnh viện mà em còn đi làm, không ai chụp giúp em hết. Ai cũng có công có việc rồi. Tôi làm cả ngày rồi mà. Mệt lắm rồi, nha. Thôi anh về đi, ca trực này để em lo cho. Em có phiền em không? Dạ không, đồng nghiệp với nhau mà. Ok, anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ừ, tôi là Thành đây. Thôi, anh cứ đi đi, không sao đâu. Rất cảm ơn anh.